Sao nó có thay đổi không? Nó tỏ ra quá, Đó, xong rồi. cũng phải làm. Đó, xong rồi này, đẹp này, thấy này đẹp chưa? Thế này nhá, nó bị như vậy, nó bị xéo. Mà chị muốn song song đúng không? Muốn song song nhà nhìn nó đẹp cái gì? Thì đây là chị vào gần đây, bazaleo. Song song theo chụp. Y, rồi Y. Chọn điểm này, Y cũng được, chị chọn X. Đấy. Song song rồi. Thế còn cái này là không song song cái này. Thì lại chọn là song song X. Là chọn điểm này. Chọn điểm này. Rồi, đẹp ngay lập tức. Thế nào thì là đẹp? Bấm like và đăng ký kênh để nhận được video mới mỗi ngày. À, chỗ này hả? À, lại làm lần nữa như thế nào? Thế nó có thay đổi không? Đó, xong rồi. Đó, xong rồi này, đẹp này. Thế này đẹp chưa? Không, tính nó hơi khó bởi vì thế này thì em giải thích nhá. À, giải thích cho chị này. Của chị như này. Thì ban đầu vừa nếu muốn điểm song song thì chị phải chọn chọn cho điểm bằng không trước, thì chị làm chỉ có một lần không là được, ví dụ như vậy. Khi chị nhảy x rồi xong chị lại xong trong y thì nó lại không cân bằng, xong chị lại phải làm lại lần nữa thì nó hơi cực, thì cho bằng không nữa. Thế xong cái ba ra leo y này được không, chọn điểm thay đổi này, chọn điểm này này, ok thì nó được luôn rồi này. Đây như cái này của chị này, giờ thì làm sao không được nhé chị nhé, chị để ý này, ba ra leo y này, tại vì chị đã nhảy x rồi thì giá trị nó không còn là ban đầu nữa, nó rất là khó cân bằng, thì nó cảm giác nó to hơn đúng không? Chỗ này to hơn này, thế mắt ra thì mắt ra để mà nó chạy lên lại to hơn, bây giờ lại mắt ra x nhỉ, nó lại to hơn này, ví dụ như vậy, chọn điểm này này, cân bằng này, thì nó lại chạy lên trên đúng không? Đó, thì cái chứng tỏ là chúng ta phải làm gì cho nó gì? À, thì đấy không, cái này là vẫn chỗ này vẫn to như này đúng không? Và cái này nhìn này là đẹp rồi đúng không? Một cái một thôi, thế thì cho điểm này về bằng không cho em được không? Cái gì không được không nào? Thế xong ta cân bằng theo trục y đúng không? Phải không ạ? Chọn điểm thay đổi, chọn điểm cố định nha. Thế là đẹp ngay lập tức. Khỏi phải suy nghĩ.